Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 29 tháng 4, thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Sau cuộc họp thành công giữa giám đốc điều hành Qualcomm và Xiaomi, phó chủ tịch toàn cầu của Xiaomi Manu Kamajen đã tweet một gợi ý về một thiết bị Xiaomi trong tương lai sẽ được cung cấp bởi con chip Snapdragon 730 hoặc 730G. Trong đoạn tweet này thì Jen đề cập rằng một thiết bị mới của Xiaomi với chip cập nhật sẽ được ra mắt tại Ấn Độ. Tất nhiên là lời gợi ý không hề đề cập rõ ràng về chip nào sẽ được sử dụng, nhưng nó gián tiếp chỉ ra rằng đó là Snapdragon 730 mà Qualcomm đã tiết lộ cách đây 2 tuần cùng với con chip 730G. Cả hai con chip này đều được sản xuất dựa trên quy trình 8 để có thể hiệu quả tốt hơn. Nhiều khả năng thiết bị mà Jen đề cập chính là Xiaomi Mi A3, hiện đang được đồn đại chứa 3 camera sau, con chip Snapdragon 730 và pin là 4000mAh. Hệ thống camera 3 ống kính phía sau bao gồm cảm biến chính 48MP, cảm biến phụ 8MP và 13MP. Nhiều khả năng hai cảm biến sau chứa ống kính tele và siêu rộng tương ứng. Các tin đồn khác về Xiaomi Mi A3 cho thấy máy sẽ đi kèm với cảm biến vân tay dưới màn hình và sử dụng tấm nền OLED. Không có thông tin về giá bán hoặc thời điểm phát hành, nhưng chúng ta có thể sẽ sớm được thấy thiết bị tiếp theo của Xiaomi tại Trung Quốc trước khi nó được tung ra ở thị trường Ấn Độ. Các bạn thân mến, sau khi gây ấn tượng khi xuất hiện tại trận chung kết của giải đấu Liên minh huyền thoại LPL, thì Red Magic 3 đã chính thức ra mắt với nhiều tính năng thú vị bên cạnh cấu hình khủng. Mặt lưng của Nubia Red Magic 3 nổi bật với giải đèn LED RGB, cảm biến vân tay tạo hình ảnh quen thuộc, có thể tùy chỉnh theo từng tựa game và một khe tản nhiệt độc đáo. Đối xứng trên dưới sẽ là hai mảng tam giác có họa tiết chấm bi để chứa camera, đèn flash và logo Red Magic. Bởi vì được nhắm đến đối tượng là game thủ nên máy chỉ được trang bị camera đơn ở phía sau, nhưng độ phân giải lên tới 48MP và khẩu độ là f1.7. Hệ thống này có thể quay video 8K đầu tiên trong thế giới smartphone cũng như quay slow motion lên tới 1920fps, chưa rõ được độ phân giải. Trong khi đó, camera selfie ở phía dưới có độ phân giải là 16MP và khẩu độ là f2.0. Màn hình Nubia Red Magic 3 có kích thước lớn là 6,65 inch, độ phân giải là Full HD+, viền rất mỏng và tần số quét lên tới 90Hz, hỗ trợ hiển thị HDR. Bên cạnh đó, loa chiếc của máy được tích hợp công nghệ âm thanh 3D DTS, mang đến trải nghiệm âm thanh cực kỳ ấn tượng. Sử dụng con chip Snapdragon 855, GPU Adreno 640 cho phép máy có thể chiến tất cả các tựa game hiện nay. Bạn chắc chắn sẽ yên tâm khi mà chơi game khi máy có viên pin lên tới là 5000mAh, đi kèm với đó là sạc nhanh 30W, mà theo nhà sản xuất công bố có thể chơi game trong vòng 1 tiếng chỉ với 10 phút sạc. Máy sẽ được phát hành chính thức vào ngày 3 tháng 5 tới đây tại Trung Quốc với giá khoảng 444 USD cho phiên bản 6GB RAM và 64GB bộ nhớ trong, 499 USD cho phiên bản 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong và 611 USD cho phiên bản 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Trích dẫn thông tin được đưa ra bởi các nhà mạng cung cấp của Trung Quốc một lần nữa tuyên bố rằng iPhone XR2 sẽ đi theo bước chân của iPhone X và XS bằng cách áp dụng thiết lập camera kép ở phía sau. Những cảm biến này sẽ được vay mượn từ iPhone 11 và 11 Max nhằm giảm chi phí. Điều này có nghĩa là bản kế nhiệm iPhone XR sẽ có camera tele mới cùng với cảm biến chính thông thường. Thông tin chi tiết về những điều này vẫn chưa được tiết lộ, nhưng không có nâng cấp lớn nào được mong đợi tại thời điểm này. Điều đó gợi ý rằng cả hai cảm biến sẽ cung cấp độ phân giải 12MP và ống kính tele sẽ cung cấp zoom quang 2x. Đi kèm với camera phụ ở phía sau sẽ là camera selfie được nâng cấp cho độ phân giải 12MP, tăng đáng kể so với độ phân giải là 7MP được cung cấp bởi camera selfie của XR. Và hình ảnh rò rỉ gần đây cũng cho thấy là cả hai mẫu iPhone 11 và 11 Max sẽ được áp dụng thiết kế camera phía sau đặt trong hình vuông lớn, nhưng XR sẽ thiếu cảm biến thứ ba, có nghĩa là rất có thể nó sẽ bỏ qua thiết kế này. Thay vào đó, nhiều khả năng phía sau của XR2 sẽ giống với iPhone XS. Tuy nhiên, giống như 11 và 11 Max thì dự kiến XR sẽ sử dụng một tấm kính duy nhất cong lên xung quanh thiết lập camera dọc. Do đó, nó không cần phải có vòng kim loại riêng biệt. Giống như phiên bản gốc thì XR2 dự kiến sẽ có màn hình LCD 6,1 inch, mặc dù nó có thể đi kèm với viên pin là 3089mAh, lớn hơn giúp tăng cường thời gian sử dụng pin lên mức khá. Model hiện tại có pin là 2942mAh. Nếu lịch sử tiếp tục được quay trở lại thì XR2 sẽ được ra mắt tại sự kiện do Apple tổ chức vào đầu tháng 9 cùng với iPhone 11 và 11 Max.
Thông tin về giá bán thì vẫn chưa được tiết lộ, nhưng có thể iPhone XR 2 vẫn sẽ giữ ở mức giá là $749, tức là 17,45 triệu đồng như tiền nhiệm nếu như Apple không muốn sản phẩm của mình bị bán ế. Ok, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!